kính cha chúc các bạn trẻ lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới bình an và gặp được niềm vui. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến các bạn trẻ Ý lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon. Ngài nói về ý nghĩa của con đường và tiến bước, can đảm, niềm vui và không đi một mình. Trong video được thực hiện bất ngờ tại buổi gặp gỡ Bentolo hôm thứ Bảy 22 tháng 7, người tị nạn Cameroon, Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ, những người đang chuẩn bị lên đường đến Lisbon để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, đi đường bình an và gặp nhiều niềm vui. Đối với Đức Thánh Cha, con đường không bao giờ chỉ là một đường đi bình thường, nhưng mang ý nghĩa tinh thần, một chân trời. Vì thế, Ngài giải thích, đi trên con đường này là một hành trình, cuộc sống là lên đường, và người trẻ có ơn gọi lên đường. Theo Đức Thánh Cha, hành trình này không dễ dàng và cũng không rõ ràng, cần một số phẩm chất để biết cách tiếp tục lên đường. Và theo Ngài, đó là tiến bước can đảm, luôn hướng nhìn nơi các con muốn đến. Vì thế không lo sợ, nhưng với quyết tâm của người muốn và phải tiếp tục. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng đó là con đường mà những người rốt cùng, những người bị gạt ra bên lề và các nạn nhân của toàn cầu hóa sự dửng dưng đã trải qua. Do đó, cần phải biết một cách khác để cùng nhau đi trên con đường này. Đối với các bạn trẻ đang trên đường đến đại hội, Ngài gợi ý luôn thực hiện hành trình hướng tới Lisbon cũng như hướng tới cuộc sống hàng ngày với người khác, không bao giờ đi một mình.